Hôm nay IDB sẽ giới thiệu cho các bạn những loại hình nhà ở dành cho du học sinh, ký túc xá, tòa nhà sinh viên, nhà bản xứ, phòng trọ. Ký túc xá là những tòa nhà được xây lên bởi trường, nằm trong khuôn viên trường chỉ dành cho học sinh của trường nên rất là tiện lợi và an ninh. Tuy nhiên có hạn chế về số lượng, có một số trường hợp là gần kỳ nhập học mới thông báo còn phòng hay không thì các bạn sẽ khó chủ động. Các bạn có thể chủ động hơn bằng những hình thức khác như tòa nhà sinh viên chỉ dành cho sinh viên thuê thì sẽ đảm bảo an toàn, thoải mái. Những căn hộ trong tòa nhà sinh viên thì thường là sẽ đầy đủ tiện nghi, nội thất. Các tiện ích chung trong tòa nhà như là phòng tập thể thao, khu giải trí, giúp kết nối với học sinh của các trường khác. Tuy nhiên, hợp đồng tòa nhà sinh viên thường phải dài hạn, ít nhất 6 tháng trở lên. Loại hình nhà bản xứ nghĩa là các bạn sẽ ở chung với người dân bản xứ, họ sẽ lo bữa ăn cho các bạn và các hóa đơn điện nước đã bao gồm trong tiền thuê. Thì các bạn có thể tham gia những cái hoạt động trong gia đình nhà bản xứ cũng sẽ góp phần giúp các bạn đỡ nhớ nhà hơn, cải thiện tiếng Anh, làm quen nhanh với môi trường văn hóa mới. Gần kỳ nhập học, các bạn mới nhận được thông tin sẽ ở với nhà bản xứ nào. Thường là nhà bản xứ sẽ có hợp đồng ngắn hạn, vì vậy phù hợp với các bạn mà muốn trải nghiệm. Phòng trọ là do những cá nhân nhỏ lẻ cho thuê, phòng có thể không bao gồm sẵn nội thất, hóa đơn điện nước, vì thế mà chi phí có thể vừa phải. Tuy nhiên là gần kỳ nhập học thì các bạn mới biết được phòng nào đang trống được thuê. IDB có bộ phận dịch vụ hỗ trợ thiết yếu dành cho tất cả du học sinh, bao gồm nhà ở, bảo hiểm, tài khoản ngân hàng, chuyển tiền ở nước ngoài, đăng ký SIM điện thoại. Mỗi dịch vụ thì IDB có liên kết với những đơn vị lớn và uy tín tại nước ngoài nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm đến với IDB để được nhận tư vấn miễn phí nhé, hoàn toàn miễn phí.